Kinh Đại Phương Đạt Đại Tập, quyển 7, phẩm 4, Bồ Tát Bất Thoái. Bây giờ Đức Thế Tôn giữ cõi báu và đại chúng như cũ. Khi ấy trong chúng có ánh sáng sắc vàng, chiếu sáng khắp tam thiên đại thiên thế giới, che lấp cả ánh sáng mặt trăng mặt trời, để thích phạm thiên. Sau đó ánh sáng lại mất, tất cả đại chúng đều chăm chăm nhìn Đức Như Lai. Lúc này mọi vật đều yên lặng, không một tiếng động, chỉ nghe thấy hơi thở ra vào. Đại Đức Tu Bồ Đề bạch Phật: Thế Tôn, vì sao có ánh sáng đó? Tất cả mọi người đều nghi ngờ. Phật nói: Cách đây vô số cõi nước về phía đông, có Bồ Tát tên Bất Thuấn và một vạn Bồ Tát định đến đây, mong được nghe kinh vi diệu này. Phật chưa dứt lời, Bồ Tát Bất Thuấn đã đến chỗ Phật, cúng dường vô số hương hoa và trổ nhạc dân Phật, cúi lạy Phật, đi quanh bên phải, rồi an tọa trên tòa sen báu bên cạnh. Khi ấy, Tu Bồ Đề thưa: Thế Tôn, cõi nước của Bồ Tát Bất Thuấn cách đây xa hay gần? Cõi ấy tên gì? Đức Phật hiệu gì? Phật nói: Tu Bồ Đề, cách đây vô số cõi đức bằng số cát trong 72.000 sông Hằng về phía đông, có cõi nước tên Bất Thuấn, Phật hiệu Phổ Hiền, là đấng Như Lai ứng cúng chế biến tri minh hạnh thốt thiện thể tới danh giải vô thượng sĩ đường ngự trụng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Bồ Tát Bất Thuấn đến từ cõi ấy. Lúc ấy Bồ Tát Bất Thuấn quỳ gối chắp tay nói kệ tán thán Phật: Như Lai Thế Tôn, chúng bảo tụ đầy đủ tất cả ba la mật pháp sư vô thượng trời trong trời, xin lễ kính đấng vì chúng sinh giới định tịch tỉnh không lay động, trí tuệ vô thượng điều phục chúng. Vì mọi chúng sinh giảng kinh này, con xin quy y sư tử Chúa, đem lại an lạc cho trời người, chúng sinh thích ngắm như mặt trăng, đầy đủ oai lực trừ quân ma, con xin nương tựa cây thuốc lớn, thành tựu căn lành thí cam lồ, cứu chúng sinh vượt biển sinh tử, con xin quy y đấng vô thượng, đầy đủ 32 tướng tốt. Thế Tôn trang nghiêm đại chúng này, tựa núi Tu Di hiện bốn cõi, tiếng vang mười phương không chướng ngại, con xin kính lễ đấng tượng vương. Trí tuệ Như Lai tượng hư không, thông đạt ba đời không chướng ngại, tùy thuận chúng sinh diễn giảng pháp, con xin kính lễ tự tại vương. Trải vô số kiếp xuyên tu học, tất cả đều hơn Bồ Tát bạn. Pháp Phật đạt được như Phật trước, con nay kính lễ nhất thiết giác. Chư Phật mười phương đều khen ngợi, đầy đủ tinh tấn trí thù thắng. Vô số chúng sinh đã nghe được, đồng lòng phát khởi tâm Bồ Đề, không hề chán nghe pháp vi diệu, lại còn khuyên dạy mọi quần mê, thuyết giảng tánh pháp vốn thanh tịnh, con xin cúi lại Đại Pháp Vương. Nói kệ xong, Bồ Tát Bất Thuấn bạch Phật: Thế Tôn, con xin hỏi vài ý trong kinh đại tập này, xin Như Lai thương xót chấp nhận cho. Phật nói: lành tay, thiện nam, tùy ý hỏi, Như Lai sẽ giảng rõ. Được Phật nhận lời, Bồ Tát Bất Thuấn vui mừng thưa: Thế Tôn, Đại Bồ Tát tu tam muội gì sớm thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng và hành trì trọn vẹn các pháp như đại niệm, đại trí, ý lớn, hổ thẹn, dũng mãnh, bố thí, pháp hỷ, lên núi xả, giảng pháp hàng phục ma oán, trừ tà kiến, gần gũi chư Phật, Bồ Tát bạn được hóa thân, không mất niệm tinh sâu đại thừa, đem lại trí sáng vô thượng cho chúng sinh, không bị nhiễm ô trong pháp thế gian, như bốn đại, như đất, lợi ích tất cả chúng sinh, như nước rửa sạch như uế, như lửa thuần thục căn lành, như gió thông tỏ giới, văn tuệ, tu tập từ bi như hư không, mắt tuệ thấy rõ như đế thích, tâm tự tại như tự tại thiên, dạy đời bằng chánh pháp như chuyển luân vương, tích tụ phước đức như núi Tu Di, không ghét pháp lành, chứa nhóm châu báu lành như biển lớn, suy nghĩ nghĩa sâu màu của 12 nhân chuyên, không hề lo sợ như sư tử Chúa, đủ của báu lành như thương gia, tất cả đều nương về như thầy thuốc giỏi, đem lại ánh sáng cho đời như đuốc lớn, trừ tối như mặt trời, mắt mẻ như mặt trăng, phiền não không nhiễm như hoa sen, đầy đủ pháp vi diệu của Phật như trăng tròn. Phật nói: lành thay thiện nam, có thể hỏi được nghĩa lý đó, hãy lắng nghe, Như Lai sẽ giảng rõ. Thiện nam, Bồ Tát nào tu tập tam muội nhất thiết pháp tự tại thì sẽ thành tựu các việc trên, đạt vô lượng vô biển phước đức, sớm trên đất đạo quả Bồ Đề vô thượng, khi thành Phật sẽ có đầy đủ mọi thứ trên đời. Thiện nam, tam muội nhất thiết pháp tự tại là tinh Phật pháp tăng khổ tập diệt đạo ấm nhập giới không vô tướng vô nguyện, sự sinh diệt của 12 nhân chuyên, nhân quả nghiệp báo trong ngoài,
tinh sự mở lấp quán tất cả pháp như huyễn, hóa tiếng vang, sóng nắng, trăng dưới nước, lông rùa, sừng thỏ, hoa trong không, con của thạch nữ, như mơ thấy mặc áo bóng, cởi voi trắng, nào có nào không, có không, không phải, có không, thường đoạn sinh diệt trong ngoài, thấy trừ. Tin cái việc đó là tin việc lớn của Bồ Tát, không tự khinh, sự nghiệp của Bồ Tát dù lớn lao, ta vẫn biết được. Tâm tự tại, bố thí, giữ giới không cản trở, thương yêu chúng sinh, thường tu nhẫn nhục, không thoái lui, siêng năng tu tập, tu trí tuệ để giúp chúng sinh trừ phiền não, tu tập tam muội để đoạn vọng tưởng, tiếng nói hay, chúng sinh thích nghe, niệm Phật, quán sự bình đẳng không hai của các Đức Phật. Niệm Pháp, quán tất cả Pháp cùng một tánh tướng, niệm Tăng, quán chư Tăng không thoái chuyển, niệm Xả, bỏ tất cả phiền não, niệm Giới, nhớ giới Phật. Niệm Thiên, nghĩ đến thân sâu, làm thanh tịnh thân khẩu ý, không tùy người bố thí, đầy đủ giới, định tuệ, trọn vẹn 32 tướng tốt. Bố thí vô số vật, thành tựu 80 vẻ đẹp. Trang nghiêm trí tuệ, đủ 4 niệm xứ, đoạn trừ phiền não, đủ 4 chánh cần, để tâm tự tại, đủ 4 như ý, dẹp trừ, trừ dẹp ma oán. Tu tập tính căn, hiểu đúng các pháp nên tu tập tính căn. Để giúp chúng sinh nhớ biết tội lỗi, tu tập niệm căn. Làm thanh tịnh tâm chúng sinh nên tu định căn, đứng đầu trong tất cả pháp nên tu tập tuệ căn, vì không muốn hư hoại nên tu tập năm lực. Thật biết tất cả pháp, tu bảy giác phần, thật biết đạo, phi đạo, tu tám chánh đạo, thích nhàn tịnh, ít muốn bất đủ, xa lánh kẻ ác. Tuy thông tỏ tất cả nhưng không kiêu mạn, không chấp phiền não, không giận chúng sinh, không nghi sự hiểu biết của người, không chấp ngã, sở hữu ngã, luôn tu tập để độ sinh, nhớ ân sư trưởng, hòa thượng, cha mẹ. Bạn lành tìm cách đền đáp ân xưa, không chê cười người hủy giới, bỏ gánh nặng, quán rõ về ấm, không tranh chấp, hộ trì pháp, giữ gìn giới, thân giữ người trì giới và hộ pháp, nghe pháp, niệm pháp, cúng dường pháp, không nghi chánh pháp, diễn giảng không vì cầu vật lợi, chuyên tâm thuyết giảng, không xem thường, không tự kiêu để phát mầm lành, nên nhớ rõ các pháp, thăm hỏi, chăm sóc bệnh nhân, cúng dường pháp sư, không nêu lỗi, không để ý đến dòng họ, giới, phi giới, chuyên tâm thích nghe pháp, thỉnh pháp đúng thời, diễn giảng giáo hóa, không kiêu mạn, nghe hiểu nghĩa lý, không tự cao, không để ý lỗi người, nghe pháp để biết đủ, để giống Phật còn mãi, để đạt trí túc mạng vô ngại, để thấy tánh pháp, để phát tâm bồ đề vô thượng. Hộ trì chánh pháp của Như Lai, để được ở trong dòng họ tôn quý, để gặp Phật Pháp Tăng, đạt tâm kiên cố không thoái chuyển, hành hạnh thánh vào hàng thánh, được vô số tài bảo, đạt vô lượng công đức, được âm thanh phạm thiên, đầy đủ công đức của Phật, trọn vẹn Pháp Bồ Tát, thọ trì độc tụng biên chép tạng pháp và mani của Bồ Tát, để thọ trì và thuyết giảng các pháp. Thiện nam, Đại Bồ Tát thành tựu tam muội nhất thiết pháp tự tại, sẽ thông đạt tất cả. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, cung kính tin tưởng Phật Pháp Tăng, tin sau bốn đế pháp chân thật, thành tựu trí tuệ không chướng ngại, là đạt tam muội pháp tự tại, biết rõ pháp khổ đế thứ nhất, đoạn trừ tất cả nhân tập đế, chứng đạt diệt đế pháp thứ ba, tu tập đạo đế pháp vô thượng, thành tựu trọn vẹn tâm đại bi, quán sát các ấm tựa hư không, đầy đủ oai nghi luôn tịch tỉnh, là đạt tam muội pháp tự tại. Tánh tướng sáu nhập tựa hư không, quán sát như thế điều phục căn, chặt đứt lưới nghi của chúng sinh, là đạt tam muội pháp tự tại. Tu tập vô tướng không vô nguyện, đoạn trừ tất cả tâm kiêu mạn, hết thảy các hành không đen tối, là đạt tam muội pháp tự tại. Trừ các chấp đoạn và chấp ngã, thanh tịnh khẩu nghiệp và ý nghiệp, tâm không chấp trước pháp hữu vi, là đạt tam muội pháp tự tại. Nghĩa lý diễn giảng không điên đảo, điều phục tất cả các chúng sinh, tuy giảng chánh pháp không kiêu mạn, là đạt tam muội pháp tự tại. Tu tập tất cả các pháp lành, không bị ô nhiễm nơi phiền não, tâm không nhiệt não, không nhơ uế, là đạt tam muội pháp tự tại. Cầu pháp bồ đề không vì người, tu tập pháp lành không dối gạt, chư Phật mười phương quán tâm tánh, là đạt tam muội pháp tự tại. Tích tu bố thí, giữ gìn giới, nhẫn nhịn kẻ ác, thương chúng sinh, siêng năng tu định và trí tuệ, là đạt tam muội pháp tự tại. Tu tập tâm từ vì chúng sinh,
không hề phân biệt oán và thân, đem đến pháp lạc cho muôn loài, là đạt tam muội pháp tự tại. Điều phục chúng sinh bằng bồ đề. Tu xả lìa dục luôn an lạc, chuyên tu, chuyên tâm tu tập năm thần thông, là đạt tam muội pháp tự tại. Đại chúng thích nghe pháp mình giảng, nghĩa lý rộng sâu như biển lớn, thật biết tánh tất cả các pháp, là đạt tam muội pháp tự tại. Quán sát thân Phật như các pháp, tánh Phật tánh pháp không sai khác, tâm luôn hộ pháp không thoái chuyển, là đạt tam muội pháp tự tại. Thân khẩu ý nghiệp luôn tịch tỉnh, đầy đủ giới định tâm vô vi, đoạn trừ tập khí của phiền não, là đạt tam muội pháp tự tại. Chứng đạt giải thoát pháp vô thượng, đầy đủ trí biết pháp chân thật, tu tập vô số pháp định tuệ, là đạt tam muội pháp tự tại. Không bố thí vật không thanh tịnh, không thọ tất cả giới không tịnh, thành tựu trọn vẹn 32 tướng, là đạt tam muội pháp tự tại. Tu tập tất cả các pháp thí, đầy đủ 80 vẻ tốt đẹp, tự tại trong pháp của chư Phật, là đạt tam muội pháp tự tại. Tu tập đầy đủ 4 niệm xứ, 4 pháp chánh cần đoạn phiền não, 4 pháp như ý độ chúng sinh, là đạt tam muội pháp tự tại. Tu tập trí căn vào pháp Phật, diệt trừ quân ma bằng năm lực. Tu 7 giác phần biết các pháp, là đạt tam muội pháp tự tại. Tu 8 thánh đạo lấp đường tà, đem đến pháp lạc cho chúng sinh. Tâm không kiêu mạn tự tôn mình, là đạt tam muội pháp tự tại. Người nào tu tập định tự tại, đoạn trừ tất cả các phiền não, gần gũi chư Phật và Bồ Tát, thích tu, ít muốn và biết đủ. Để được vào hàng các thánh nhân, tu tập đại bi độ muôn loài, không vì lợi dưỡng, giảng pháp Phật, là đạt tam muội pháp tự tại. Vì pháp không hề tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp không tiếc của, luôn thích tu tập hai pháp thí, là đạt tam muội pháp tự tại. Khuyên dạy chúng sinh nghe thọ pháp, không khi những kẻ chưa hiểu pháp. Giữ giới không vì hơn người khác, là đạt tam muội pháp tự tại. Trải vô số kiếp nghe học pháp, chuyên tâm thọ trì dạy chúng tu. Pháp sư tối thượng bậc thầy lớn, không chấp thời tiết giới phi giới, siêng năng diễn giảng không ngừng nghỉ, luôn đúng thời cơ tùy chúng sinh, tất cả các pháp đều như huyễn, là đạt tam muội pháp tự tại. Lời nói chân thật thích người thích nghe, nghe rồi an trụ như lời dạy, tâm không tham lam không ghen ghét, là đạt tam muội pháp tự tại. Không giận không khinh người hỏi pháp, luôn luôn thương yêu không hai tướng, thanh tịnh đoạn trừ mọi tội lỗi, là đạt tam muội pháp tự tại. Đầy đủ 7 loại tài vô thượng, thành tựu thọ mạng mạng vô thượng, trọn vẹn 10 lực 4 vô ý, là đạt tam muội pháp tự tại. Luôn thích nghe pháp tư duy kỹ, an ổn trụ trong pháp của Phật. Lại vì chúng sinh thuyết pháp Phật, là đạt tam muội pháp tự tại. Không mất chủng tánh của bồ đề, cúng dường tam bảo đạt hóa thân, giáo hóa đại chúng đủ bồ đề, là đạt tam muội pháp tự tại. Đôi mắt thanh tịnh thấy chư Phật, tiếng nói vi diệu như phạm âm, tiếng ấy vang xa 10 phương cõi, là đạt tam muội pháp tự tại. Bố thí của cải không cùng tận, đủ trí giảng pháp không hề vơi, cúng dường hòa thượng nuôi cha mẹ, là đạt tam muội pháp tự tại. Thành tựu trọn vẹn trí túc mạng, không mất tâm bồ đề vô thượng, không chán sáu pháp ba la mật, là đạt tam muội pháp tự tại. Vì để lợi ích mọi quần sinh, thọ tạng bồ tát và ma di vui vẻ giảng diễn cho chúng sinh, là đạt tam muội pháp tự tại. Không còn suy nghĩ về pháp ác, thấy rõ cõi nước ở 10 phương, một tâm biết hết vô số tâm, là đạt tam muội pháp tự tại. Một tâm biết rõ việc ba đời, tu tập vô lượng pháp thần thông, đạt thần tối hậu trí vô ngại, là đạt tam muội pháp tự tại. Thương yêu chúng sinh tu đại bi, quán sát các căn tùy ý giảng. Tự tại sống trong pháp của Phật, là đạt tam muội pháp tự tại. Những ai nghe được các việc này, chuyên tâm thọ trì luôn tinh thuận, sẽ thành tựu đạo quả vô thượng như Đức Thế Tôn thời quá khứ. Bây giờ Bồ Tát Bất Thuấn bạch Phật: Thế Tôn, đại Bồ Tát thành tựu pháp gì mà chứng đắc tam muội các pháp tự tại? Phật nói: Thiện Nam, Bồ Tát hành trì trọn vẹn một pháp là có thể thành tựu tam muội ấy, đó là không chấp pháp. Lại có một pháp không chấp giới. Vì sao? Vì không chấp giới thì không chấp pháp lành. Đầy đủ giới là thành tựu tất cả pháp Phật. Đạo đạo vô thượng, đủ lợi ích.
Vì thế ta dạy giới là nguồn gốc của tất cả pháp lành, là điền lớn. Nếu chấp giới sẽ trở ngại đạo Bồ Đề, không phải đạo Bồ Đề. Nếu chấp pháp sẽ cách xa đạo Bồ Đề, nếu không chấp sẽ gần kề đạo Bồ Đề. Lại có hai pháp, nếu Bồ Tát trọn vẹn sẽ đạt tam muội kia, đó là tu tập Samatha, phương tiện của Bồ Đề, tu tập Tỳ Bà Xá Na, phương tiện của pháp lành. Lại có ba pháp để Bồ Đề, để Bồ Tát đạt tam muội kia, không bỏ chúng sinh, tu tam muội không, không bỏ pháp, tu tam muội vô tướng. Tìm trong các cõi tu tam muội vô nguyện. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Địa phục chúng sinh tu tập không, hộ trì chánh pháp tu vô tướng, không bỏ các cõi tu vô nguyện sẽ đạt tam muội pháp tự tại. Lại nữa thì nam có bốn pháp để đạt tam muội đầy đủ phương tiện bốn đế, trọn vẹn bốn tâm vô lượng, đủ bốn trí vô ngại, trọn bốn giúp pháp. Lại có năm pháp, năm thần thông, năm căn, năm lực, trí chân thật quán, năm ấm, năm mắt. Lại có sáu pháp ba la mật, sáu niệm, trí tuệ quán sát, trí tuệ quán sáu nhập, xa cách sáu nẻo, đủ sáu thông, sáu pháp hòa kính. Lại có bảy pháp không tham, trừ phiền não, không giận chúng sinh, không nghi pháp, đủ trí vô ngại, không chấp năm ấm, quán 12 nhân duyên, không nghi ngờ, thành tựu trí tuệ vô thượng, thành tựu tam muội vô thượng. Lại có tám pháp, tu tập tám chánh đạo, xa tám đường tà, trừ tám nạn, đủ tám sự giác ngộ của bậc đại nhân, trọn tám giải thoát, tám thắng xứ, chuyên niệm bồ đề, đoạn tập khí phiền não. Lại có chín pháp, không mất tâm niệm, hiểu nghĩa, sâu xa, trừ nghiệp ma, đủ tám muội Phật, thanh tịnh thân khẩu ý, đủ phương tiện, oai nghi, thuần thiện, siêng tu sáu pháp ba la mật, không tu đạo thanh văn, bích chi Phật. Lại có mười pháp, đủ trí Phật, đủ trí không phân biệt pháp giới, không dao động trong tánh chân thật, đủ trí tuệ bình đẳng ba đời, đủ trí biết tâm chúng sinh bình đẳng, đủ trí biết các căn thượng trung hạ, đủ bốn trí vô ngại, trọn tám môn giải thoát, trí biết các pháp cùng một vị, trí biết các pháp không sinh diệt. Lúc Phật giảng nói pháp này, có 32.000 đại Bồ Tát đạt tam muội nhất thiết pháp tự tại. Lúc ấy, tôn giả Tu Bồ Đề thưa với Bồ Tát Bất Thuấn: 32.000 Bồ Tát trong chúng đã đạt tam muội ấy. Thiện nam, ông đã đạt chưa? Bồ Tát Bất Thuấn đáp: Đại đức, không có pháp nào được gọi là đạt tam muội. Tôi làm sao đạt? Cái gọi là chứng đạt chỉ là điên đảo. Điên đảo là ngã, sở hữu ngã. Bồ Tát nếu chấp ngã, sở hữu ngã thì không thể đạt tam muội ấy. Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi: Là Bồ Tát an trụ nơi nào để đạt tam muội ấy? Bồ Tát Bất Thuấn đáp: Như pháp mà Tu Bồ Đề an trụ đạt giải thoát, Bồ Tát cũng an trụ để đạt tam muội. Tu Bồ Đề nói: Tôi thật không trụ trong các pháp nên đạt giải thoát. Đại đức, cũng thế, Bồ Tát không an trụ nơi pháp nào nên đạt tam muội. Tu Bồ Đề hỏi: Thị nam, Đại Bồ Tát không trụ không, vô tướng, vô nguyện, có đạt tam muội chăng? Bồ Tát Bất Thuấn đáp: Không, vô tướng, vô nguyện, có thể trụ sao? Không thể, thị nam. Đại đức, vì thế nơi mà không, vô tướng, vô nguyện an trụ là đạt tam muội. Thị nam, tam muội đó trụ như nơi nào? Bồ Tát Bất Thuấn đáp: Như tất cả pháp an trụ nơi tánh chân thật, tam muội này cũng thế. An trụ nơi tánh chân thật của các pháp là sự giải thoát của Bậc Thánh. Sự giải thoát của Bậc Thánh là không nơi trụ. Trụ nơi không trụ là trụ tất cả pháp. Tất cả pháp không trụ nơi phiền não, không trụ vào giải thoát. Đại đức, đạt giải thoát có phiền não hay không phiền não? Thì nam, không phải có, không phải không có. Đại đức, nếu không phải có, không phải không có, làm sao được gọi là giải thoát? Tu Bồ Đề đáp: Thì nam, nếu pháp giới có trói buộc, ta sẽ giải thoát. Song tính của pháp giới không có tướng buộc mở, không phải tướng, phi tướng, cũng chủng chủng tướng, một tướng, nhiều tướng, giải thoát cũng thế. Lúc tôn giả Tu Bồ Đề nói pháp này, có 8.000 tỳ kheo đạt quả A-la-hán. Tu Bồ Đề lại nói với Bồ Tát Bất Thuấn: Thì nam, như Phật nêu giảng đầy đủ các pháp là đạt tam muội, ông đã đạt đầy đủ chưa? Bồ Tát Bất Thuấn đáp: Đại đức, tất cả các pháp là không trụ căn. Nếu các pháp không căn, tức là không trụ. Không trụ là không tạo tác, đã không tạo tác làm sao trụ?
Tu Bồ Đề nói, nếu không trụ, vì sao Như Lai thường giảng an trụ pháp đạt nhẫn vô sinh? Bồ Tát Bất Thuấn đáp, Đại Đức, không nơi trụ là trụ, vì thế Như Lai dạy trụ nơi tham đạt giải thoát, song tánh của trí tuệ không thể hủy hoại tham trụ giải thoát. Bồ Tát hiểu được trụ mà không trụ được gọi là trí tuệ vô sinh, trụ trong trí tuệ vô sinh là đạt nhẫn vô sinh. Lại nữa, Đại Đức, Bồ Tát không rời pháp phàm phu, nhưng lại biết pháp thánh, dùng tâm phàm phu, quán pháp thánh, dùng tánh pháp thánh, quán sát pháp nhẫn, từ tánh nhẫn, quán nhẫn, từ nhẫn quán tất cả pháp, biết như thế là đạt nhẫn vô sinh nhẫn. Lại nữa, Đại Đức, Bồ Tát quán hai cõi, cõi chúng sinh và pháp giới, dùng tánh pháp giới, quán sát quán tánh chúng sinh, dùng tánh chúng sinh, quán tánh pháp giới, ngoài pháp giới không có cõi chúng sinh, pháp giới, chúng sinh giới, không sinh, không diệt, biết được gọi là trí vô sinh. Trí vô sinh tức là nhẫn vô sinh. Lại nữa, Đại Đức, Đại Bồ Tát biết các pháp có từ 12 duyên sinh, tới 6 cảnh giới tạo 6 nhân duyên thiện, bất thiện. Thiện bất thiện tức là không sinh diệt. Vì sao về tánh của cảnh giới không thể sinh pháp, 6 nhập cũng thế, không thể sinh pháp. Vì sao về tánh không sinh? Nếu sáu nhập có thể sinh pháp thì luôn sinh, không cần các duyên bên ngoài. Nếu cảnh giới có thể sinh pháp thì luôn sinh, không cần duyên bên trong. Nếu đều sinh thì có hai tướng, tánh của pháp hai tướng là không chân thật, biết như thế được gọi là nhẫn vô sinh. Đạt được trí tuệ chân thật đó là Bồ Tát đạt nhẫn vô sinh. Lại nữa, Đại Đức, Bồ Tát thành tựu trọn vẹn hai thứ trang nghiêm, phước đức trí tuệ, quán biết hai pháp đó bình đẳng không hai. Tuy biết như thế nhưng không cho là mình biết, không chấp vào sự hiểu biết, đó là nhẫn vô sinh. Lại nữa, Đại Đức, Đại Bồ Tát nhân thân ý tịch tỉnh, quán pháp tịch tỉnh, pháp đã tịch tỉnh, quán Bồ Đề tịch tỉnh, Bồ Đề đã tịch tỉnh, quán nhẫn tịch tỉnh, không tùy cái khác, không chấp trong ngoài, đó là pháp nhẫn vô sinh của Bồ Tát. Lúc giảng nói pháp này, Bồ Tát Bất Thuấn và 500 Bồ Tát đạt pháp nhẫn vô sinh. Khi ấy Đức Thế Tôn khen Bồ Tát Bất Thuấn, lành thay thì nam, pháp nhẫn vô sinh mà ông giảng nói chính là pháp của chư Phật đã giảng. Là nữa thì nam, Bồ Tát đạt tâm tự tại, là thành tựu tam muội các pháp tự tại. Thế nào là thân tự tại? Thì nam, Bồ Tát trừ tham ái, được thân đế thích, chuyển luân vương, tuy giảng về năm dục lạc cho vô số chúng sinh, nhưng nội tâm không tham đắm, đó là Bồ Tát đạt tâm tự tại. Là nữa thì nam, khi Bồ Tát tu tập tam muội bốn tâm vô lượng cầu sinh các cõi bằng tâm trí tuệ, không phải bằng tâm sinh tử. Tuy sinh vào cõi dục nhưng không phải từ tâm dục. Tâm không xa lìa tam bảo, tu tập trang nghiêm các pháp ba la mật, giáo hóa điều phục chúng sinh bằng bốn nhiếp pháp, tu 37 phẩm trợ đạo. Đó là Bồ Tát đạt tâm tự tại. Là nữa thì nam, Bồ Tát tu không vô tướng vô nguyện nhưng không chứng ba pháp ấy, dạy cho chúng sinh hiểu ba pháp ấy, điều phục hàng thanh văn bất chi Phật nhập chánh định, tu vô sinh nên thuyết pháp, nghe xong chúng sẽ giải thoát, riêng mình không chứng Bồ Đề, và chúng sinh không bỏ Bồ Đề, đó là Bồ Tát đạt tâm tự tại. Lại nữa thì nam, để điều phục hàng thanh văn bất chi Phật nhập vô sinh chánh định tụ, Bồ Tát cũng đạt diệt định, không đạt tất cả hành trong xuất nhập của các tam muội. Tuy thành tựu như thế, vẫn không thủ chứng tam muội diệt tận. Vì sao? Vì chưa đầy đủ pháp Phật. Đó là Bồ Tát đạt tâm tự tại. Lại nữa, thiện nam, Bồ Tát quán pháp giới bằng trí bình đẳng, quán thế gian, chúng sinh, việc thuyết giảng phương tiện đều như thế. Đó là Bồ Tát đạt tâm tự tại. Lại nữa, thiện nam, Bồ Tát được sinh vào cõi trời trường thọ, thọ mạng chưa hết nhưng vì địa phục chúng sinh lại sinh vào cõi đó, mạng sống ngắn ngủi, đó là Bồ Tát đạt tâm tự tại. Lại nữa thì nam, Bồ Tát đầy đủ pháp lạc, bỏ pháp lạc, chịu khổ não về chúng sinh, bảo hộ chúng sinh rồi để hộ trì chánh giác, đó là Bồ Tát đạt tâm tự tại. Lại nữa thì nam, Bồ Tát tuy thể hiện như thanh văn bích chi Phật nhưng tâm luôn hộ niệm đạo Bồ Đề, tu hành vi diệu của Bồ Đề, tùy thuận thuyết giảng cho thanh văn bích chi Phật, nhưng không thủ chứng, đó là Bồ Tát đạt tâm tự tại. Lại nữa thì nam,
Bồ Tát hiểu rõ 84.000 pháp môn, biết nơi ở của phiền não, để trừ diệt mọi phiền não nơi chúng sinh. Bồ Tát vào đó thuyết giảng giáo pháp, nhưng không bị phiền não nhiễm ô, đó là Bồ Tát đạt tâm tự tại. Lại nữa thì na, Bồ Tát đầy đủ thần thông, thấy kẻ đuôi điếc què quặt, Bồ Tát hiện thân như chúng, giảng pháp cho chúng, đó là Bồ Tát đạt tâm tự tại. Lại nữa thì na, Bồ Tát trọn vẹn trí tuệ, thông đạt các học thuyết bên ngoài, hiểu rõ tà luận, nội tâm không chấp tà, vì đều phục chúng sinh nên tu đạo ấy, đó là Bồ Tát đạt tâm tự tại. Lại nữa thì nam, Bồ Tát trọn vẹn các việc như thế được gọi là đạt tâm tự tại, đạt tâm bộ nhất thiết pháp tự tại. Tôn giả Tu Bồ Đề thưa Thế Tôn, Bồ Tát bất thuấn đạt tam bụi này lúc nào? Phật nói, cách đây vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp ở thời quá khứ có Đức Phật hiệu Tự Tại Vương, là đấng Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiện tệ, thế gian giải, do thượng sĩ Điều Ngự Trường Phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Có nước tên Tịnh, kiếp cũng tên Tịnh. Cõi ấy đất đai bằng phẳng, trang nghiêm bằng vàng, bạc lưu ly pha lê, cờ phướng, lọng, thức ăn dồi dào như cõi trời đấu xuất. Chúng sinh ở đó ít có tham sân si, phần đông là căn lanh lợi. Hiểu lời Phật Thích Pháp Đại Thừa vô thượng, Đức Phật có 84.000 chúng Đại Bồ Tát, 32.000 thanh văn. Lúc đó trong đời có vua chuyển luân tên Quản Trì, hiệu Pháp Sĩ. Nhà vua có đủ bảy báu, xe, voi, ngựa, ngọc nữ, châu, binh, chủ tạng, 1.000 người con. Cai trị khắp bốn thiên hạ bằng chánh pháp, không dùng hình phạt, thương yêu chúng sinh, dạy 10 pháp lành cho chúng ai cũng chui học. Ngàn con vua đều phát tâm Bồ Đề vô thượng, vua cúng dường y phục, thức ăn, thuốc men, nhà cửa, giường nằm lên Phật Bồ Tát Thanh Văn suốt 1.000 năm. Sau đó vua phát tâm Bồ Đề vô thượng, vua tu tập 37 phẩm trò đạo để cầu đạo vô thượng. Thời ấy Đức Phật trụ đời 84.000 năm. Vua có một người con tên Pháp Ngữ xuất gia học Phật, siêng năng tu tập thanh tịnh giới đức. Để đạt Bồ Đề vô thượng, tỳ kheo Pháp Ngữ suốt 2.000 năm không ngủ nghỉ, không giây phút nào khởi tâm tham sân si, giác quán ác, không nghĩ đến cha mẹ, bà con, thức ăn, vật dụng, không tính đếm ngày giờ, trong 2.000 năm luôn niệm Phật. Tu Bồ Đề, tỳ kheo Pháp Ngữ siêng năng tu tập đạt 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc. Sau đó tỳ kheo đến chỗ Phật, lạy Phật, đi quanh 3 vòng, rồi đứng một bên bạch Phật. Thế Tôn, con phát tâm Bồ Đề vô thượng, đem lại an lạc cho tất cả chúng sinh, điều phục mọi loài, xin Thế Tôn thương xót, chỉ dạy, con giáo hóa chúng sinh, thuyết giảng giáo pháp, bằng cách nào? Phật bảo tỳ kheo, có 8 pháp Đà La Ni, ai thành tựu sẽ được ngôn ngữ, vô ngại, đủ khả năng thuyết giảng giáo pháp. 8 pháp đó là niệm Phật biết pháp thân, niệm pháp biết pháp thanh tịnh, niệm tăng biết không ngại, tư duy chân thật trừ giác quán ác, biết ngôn ngữ không thể nói, tu samatha biết các pháp cùng một vị, tu tỳ bà sa na biết tánh các pháp vốn tịnh, tu trí phương tiện đạt nhẫn. Tỳ kheo hành đủ 8 đà la ni này, giảng pháp độ sinh được. Tỳ kheo lại có 8 pháp tinh tấn, nếu trọn vẹn sẽ giáo hóa chúng sinh được. Cầu pháp, trì pháp, quán pháp, thuyết pháp, hộ pháp, cúng dường pháp sư, ủng hộ người thọ trì pháp, an trụ đúng pháp. Lại có 8 pháp giúp Bồ Tát có thể giáo hóa chúng sinh, tu từ, bình đẳng quán chúng sinh, tu bi điều phục chúng sinh, quán pháp đạt pháp vô thượng, quán trí trừ kiến mạng, hộ trì chúng sinh, đem đến pháp lạc, khéo tư duy, đoạn phiền não, tu pháp trợ đạo trang nghiêm Bồ Đề, hộ pháp trọn vẹn 6 độ. Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát đầy đủ các pháp như thế, sẽ đủ khả năng giáo hóa chúng sinh. Lúc đó tỳ kheo nghe Phật dạy suốt 10.000 năm, chuyên tâm tư duy, siêng năng đạt pháp ấy. Nhờ siêng năng đạt Đà La Ni vô tận khí, nên hiểu biết tất cả ngôn ngữ của chúng sinh, tùy thuận giảng nói. Sau khi đạt Đà La Ni này, tỳ kheo lại có vô số biện tài, đi khắp trong làng thành ấp giáo hóa chúng sinh, tu pháp 3 thừa, giảng pháp cho cha mẹ bà con thân thuộc, khiến họ chứng pháp nhẫn tùy thuận. Tu Bồ Đề, tỳ kheo lại đến chỗ Phật, lạy Phật đi quanh bên phải 3 vòng,
lui đứng một bên bạch Phật. Thế Tôn, như lời Phật dạy, con đã chứng đạt nhờ thần lực của Phật con thành tựu trí tuệ thánh. Thế Tôn, có tám bụi nào khi Bồ Tát đã đạt tâm không thoái chuyển, nuôi lớn pháp lành không? Phật nói, tỳ kheo, có tám bụi tên nhất thiết pháp tự tại. Bồ Tát đạt được tâm không thoái chuyển, tăng trưởng vô lượng pháp lành. Nghe tên tám bụi, tỳ kheo thưa Phật, Thế Tôn, Bồ Tát tu tập học hỏi thực hành như thế nào để đạt tám bụi kia? Tỳ kheo, Bồ Tát tu tám pháp, tám trang nghiêm và tám phát tâm, sẽ thành tựu tám bụi kia, đó là tám pháp tịnh tâm, chí tâm, bố thí, trừ phiền não, quán sáu cõi, tu nhẫn, tu định, thân tâm, tịch tỉnh, tám trang nghiêm, xả, giới, công đức, trí, samatha, tỳ bà sa na, phát tâm bồ đề, trang nghiêm tất cả pháp Phật, tám phát tâm không có chúng sinh, thọ mạng, sĩ phu, tất cả các pháp đều thí, tất cả các pháp đều vô thường, khổ, vô ngã, hết thảy các pháp đều là không, vô tướng, vô nguyện. Các pháp vị lai không có trụ xứ, pháp hiện tại không có nơi dừng, tất cả các pháp không có nghiệp báo, tất cả các pháp không tạo tác, không lãnh thọ, tất cả pháp không lệ thuộc. Đầy đủ các pháp đó, Bồ Tát đạt tam muội trên. Nghe vậy, tỳ kheo siêng năng tu tập, không bao lâu tỳ kheo đạt tam muội nhất thiết pháp tự tại. Sau khi đạt tam muội, tỳ kheo phóng ánh sáng chiếu khắp tam thiên, đại thiên, cõi nước. Sau đó tỳ kheo đến chỗ Phật, cúi đầu lạy Phật, đi quanh bên phải ba vòng, bay lên hư không cao bằng một cây đa la, ngồi kiết già suốt 1000 năm không lay động, sống bằng pháp hỷ, đạt trí nhạo thuyết vô ngại, giúp 36.000 ức chúng sinh đạt tâm không thoái chuyển, vô số chúng sinh an trụ nơi ba thừa. Sau 1000 năm tỳ kheo rời tòa thưa Như Lai Thế Tôn, nhờ siêng năng tu tập thành tựu đạo Bồ Đề vô thượng không lười biếng. Thiền Nam, ông đã trải qua vô số kiếp, thành tựu vô lượng vô biên công đức, nên sớm đạt thần thông như thế. Thiền Nam, ông đã trồng căn lành nơi 76.000 ức đức Phật, tình tu phạm hạnh, nhờ căn lành từ quá khứ nên đạt quả lành hiện tại. Phật nói, tu Bồ Đề, ông biết không, tỳ kheo pháp ngữ đạt tam muội thời đó, đâu phải là người nào lạ, chính là Bồ Tát Bất Thuấn đấy. Bồ Tát đã thành tựu vô lượng công đức như thế. Khi Phật nêu giảng pháp này, có 32.000 chúng sinh phát tâm Bồ Đề vô thượng, trong hư không, trời, rồng, thần, càn tát bà, rải hoa hương cúng dường Bồ Tát Bất Thuấn, cùng nói, hôm nay chúng con thấy Bồ Tát đạt lợi ích lớn. Lúc đó Tôn giả Tu Bồ Đề nói với Bồ Tát Bất Thuấn, Thiền Nam, ông đã tu tập tịnh hạnh từ nhiều kiếp. Bồ Tát đáp, đại đức phạm hạnh không phải quá khứ, hiện tại, vị lai, đã không phải ba đời thì không tạo tác. Không tạo tác là hạnh, hạnh đó không sinh, không tranh chấp, không dạng nói, không oai nghi. Đại đức không phải hạnh mà mắt thấy biết nên là phạm hạnh, không phải hạnh của tai, mũi, lưỡi, thân ý nên là phạm hạnh, không phải hạnh của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không phải phạm hạnh của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không phải tướng, duyên, thấy, nghe, hay, biết nên là phạm hạnh. Đại đức các pháp đó không đến đi dừng níu, kéo tính đếm trên dưới nên là phạm hạnh. Tôn giả Tu Bồ Đề nói, thì Nam, phạm hạnh là tám chánh đạo. Bồ Tát Bất Thuấn nói, đại đức vì sao tám chánh đạo là phạm hạnh? Nếu chánh kiến là phạm hạnh thì không thấy các pháp là chánh kiến. Thấy các pháp bình đẳng, cái thấy không thấy là chánh kiến. Nếu không thấy, làm sao gọi là chánh kiến? Không chánh kiến, làm sao gọi là phạm hạnh? Không tư duy là chánh tư duy. Tư duy là điên đảo. Nếu là điên đảo, làm sao là chánh tư duy? Tất cả âm thanh đều bình đẳng. Thiện, ác, một, hai, quá khứ, vị lai, hiện tại. Tất cả chữ, tất cả tiếng đều là tiếng vang. Nếu là tiếng vang, làm sao gọi là chánh ngữ? Tiếng bình đẳng, tất cả pháp hành đều vô thường, khổ vô ngã, niết bàn tịch tỉnh, quán sát các pháp, tướng niết bàn như thế rồi, giảng dạy, đó gọi là chánh ngữ. Không có thân, khẩu, nghiệp khẩu, ý, nghiệp ý. Vì sao? Vì không có nơi chốn của nghiệp. Nếu có nơi chốn của nghiệp thì sẽ có ngã, sở hữu ngã.
Nếu không có ngã, ngã sở thì không có nghiệp quả. Quả như thế được gọi là chánh nghiệp. Vì mạng sống nên làm nhiều nghề tà ác, trừ bỏ tà mạng được gọi là chánh mạng. Quán pháp đó không ngã, ngã sở, không có chúng sinh, thọ mạng, sĩ phu. Nếu đã là không, làm sao gọi là chánh mạng? Giới nhãn thức sắc không tham đắm. Tánh nhãn thức là không, vì tánh của thức là không, nên nhãn sắc cũng không. Nhãn sắc thức không, nên ý thức pháp cũng vậy. Quả như thế được gọi là chánh mạng. Không điên đảo, đoạn tinh tấn được gọi là chánh tinh tấn. Không có pháp siêng năng, không người siêng năng, không có sự thành tựu trọn vẹn về tinh tấn, không có siêng năng vì lợi ích. Quán xét như thế được gọi là chánh tinh tấn. Quán tất cả các pháp bình đẳng như hư không. Các pháp là không, ấm nhập giới cũng thế. Quán các pháp như vậy được gọi là chánh niệm. Quán tất cả các pháp đều bình đẳng, không ngã, ngã sở. Quán như thế là chánh định. Đại đức, quán tánh của tất cả pháp là bình đẳng, là tám chánh đạo, đó là phạm hạnh. Không thể đếm là tám chánh đạo, không phải tám chánh đạo được gọi là phạm hạnh. Không phải đạo thế gian, không phải tâm chấp trước, không hai tướng, không có tướng tạo tác. Các pháp không có nơi dừng nên được gọi là phạm hạnh. Lúc Bồ Tát Bất Thuấn giảng về phạm hạnh, có 500 tỳ kheo đoạn trừ phiền não đạt quả A-la-hán. Tôn giả Tu Bồ Đề nói, hay thay thị nam, để thuyết pháp ấy, pháp mà các A-la-hán đoạn trừ phiền não thuyết giảng cũng không khác. Đại đức, tôi đã đoạn trừ phiền não cũng là A-la-hán. Tôi đã đoạn các phiền não của thanh văn, duyên giác, an trụ đúng pháp được gọi là A-la-hán. Khi ấy, tôn giả Tu Bồ Đề bạch Phật, Thế Tôn, Bồ Tát Bất Thuấn, đủ trí nhạo thuyết vô ngại biện tài, không thể nghĩ bàn, giải đáp tất cả. Phật nói, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Bất Thuấn đạt tam muội nhất thiết pháp tự tại. Tất cả trời, người, ma phạm không thể cản trở trí nhạo thuyết vô ngại của Bồ Tát. Bây giờ, Đế Thích bạch Phật, Thế Tôn, người tu tập trong vô số đời, đủ vô lượng công đức mới có thể thấy Bồ Tát Bất Thuấn được nghe pháp. Thế Tôn, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thọ trì, đọc tụng, biên giáp, thuyết giảng, nghe pháp, đều phát tâm Bồ Đề vô thượng, tất cả đều như Bồ Tát Bất Thuấn, gầm tiếng sư tử. Thế Tôn, con sẽ ủng hộ người đó. Phật nói, lành thay, Kiều Thi Ca, ông hãy chuyên tâm hộ trì chánh pháp. Phạm Vương lại thưa, Thế Tôn, con đã tu, tam muội xả định, con sẽ bỏ pháp lạc để ủng hộ pháp Phật, trừ khổ não. Bất cứ nơi nào có thuyết giảng, con đều đến đó chuyên tâm nghe nhận. Nơi nào tin kinh này, chúng cúng dường tam bảo, con sẽ diệt trừ tất cả tướng ác ở đó, để cõi ấy thanh tịnh, thấm nhuần trong giáo pháp Phật. Phật nói, lành thay, Phạm Vương, ông thật là người ủng hộ Phật Pháp, người bảo vệ chánh pháp như thế luôn có được ngọc báu tam bảo. Tứ Thiên Vương lại bạch Phật, Thế Tôn, con cùng bảo vệ người thọ trì độc tụng giảng thuyết biên chép kinh này. Phật nói, lành thay, thì nam, người biết pháp mới có thể hộ trì pháp. Ông đã nghe pháp, đạt pháp nhãn, không sinh cõi ác. Nếu chuyên tâm hộ trì chánh pháp thì không bao lâu sẽ đoạn sinh tử. Lúc đó Phật bảo tôn giả A Nan, ông nên thọ trì kinh này, giảng nghĩa cho bốn bộ chúng. A Nan thưa, Thế Tôn, con sẽ thọ trì kinh này như lời Phật dạy, phân biệt giảng giải cho bốn bộ chúng. Bây giờ chúng trời, người, Tu La Càn Trác Bà, đại chúng đều vui mừng, tinh thọ, phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Quảng, Đại Thập, quyển 7.